Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì trên tay anh em đang là Mavic Mini 2 ha. Trên tay này của người anh em của mình, chứ không phải của mình. Đó, trên màn hình anh em đang xem đang là con Mavic Mini 2 ha. Với viên pin độ được sử dụng cell, hoặc được sử dụng gọi là với cái viên pin độ sử dụng cell Mavic E2 ha anh em, 3500mAh ha. Gọn gàng và vừa vặn nằm trong thân máy ha, mang lại cho Mavic Mini 2 thời gian bay lên đến 45 phút ha anh em. Đó. Thì cái clip này được thực hiện bởi một cái người anh của mình ở trên Sài Gòn ha, không phải là do mình nha anh em. Đó, đây là clip được thực hiện bởi một người anh của mình trên Sài Gòn. Nói chung anh ấy cũng là dạng cao thủ trong cái làng độ chế drone đó anh em. Mình không biết nói sao, đại khái là trong cái clip anh em đang xem này nè, mình đã coi như là cố gắng năn nỉ ha, ỉ ôi anh ấy, mình giống như là mình van xin anh ấy vậy đó, để giúp mình thực hiện cái clip này á. Là anh ấy có 3 viên pin trong cái bộ Flymore combo của anh ấy á, nhưng mà anh ấy không có dám tháo cái cell zin ra vì anh ấy rất là sợ nó hỏng luôn cái viên pin đó ha. Nhưng mà mình khẳng định với anh ấy là mình nói là em bảo đảm với anh, em chắc chắn với anh là làm sẽ thành công ha anh em. Anh cứ việc tháo bỏ cái cell zin đi và anh thay bằng cái cell Mavic 2 cho em ha. Và những cái chuyện như là khóa mạch, lóc mạch, tinh chỉnh này kia các thứ ha, em sẽ bao cho anh luôn, em sẽ bao cho anh luôn, khẳng định với anh như vậy luôn đó. Mình nói vui với anh như vậy đó, thì để cho anh ấy có cái động lực để anh ấy tháo cái cell zin ra và thay cái cell Mavic E2 này vào ha. Và nó đã mang đến cho anh ấy một cái thời gian bay cực kỳ tuyệt vời luôn anh em, cho anh ấy một cái thời gian bay cực kỳ tuyệt vời luôn đó. Thì ở đây anh ấy sử dụng, anh ấy đã ghi hình, anh ấy đã bật luôn ghi hình trong khi bay ha, để nó đảm bảo cái tính trực quan, cái tính thực tiễn nhất ha, sử dụng hàng ngày nó thực tiễn nhất ha, chứ không phải là để bay để so tài thời gian bay ha. Đây không phải là một clip để show, để biểu diễn, để so tài thời gian bay ha, mà đây là một cái clip chứng minh được cái tính thực tiễn của viên pin độ ha, nó giúp mang lại cái thời lượng bay tốt như thế nào ha anh em. Nó thì anh ấy chọn cái ghi hình là Full HD ha. Thì tại sao không chọn 4K, vì thực ra là nếu chọn quay 4K thì có lẽ bộ nhớ nó sẽ không đủ ha anh em ha. Quay 4K mà 30 phút hoặc là 35 phút liên tục thì chắc không có, chắc cái bộ nhớ nó sẽ rất là tốn, và cái file khi nó xuất ra sẽ rất là nặng ha. Đến nỗi cái máy tính PC nó lết không có nổi luôn anh em, cho nên là anh ấy đã chọn quay Full HD cho nó nhẹ ha. Đó, nhưng mà quay phim với Full HD và 4K nó cũng không có chênh lệch nhiều hết anh em. Đó. Thì mình muốn nói như vậy để anh em biết được cái tính thực tế của nó là như vậy ha. Đó, thì có nhiều anh em hỏi mình khi mà độ cell này á thì nó có khóa cái mạch không, thì mình xin khẳng định với anh em một điều là có thể khóa hoặc là không nha anh em. Nó có hai trường hợp nha. Nếu anh em tháo đúng quy tắc nó sẽ không khóa. Anh em tháo sai quy tắc nó sẽ khóa ha anh em. Thì quy tắc nó như thế nào? Quy tắc nó mình đã trình bày ở trong cái clip mà độ cell Sony VTC6 cho Mavic Mini 1 đó anh em. Em cứ xem clip đó, mình có nói về cái quy tắc để tháo cell đúng cách và mạch không bị khóa ha. Mà khi cái mạch nó không bị khóa rồi á thì anh em chỉ việc hàn cell mới vào và sử dụng thôi. Còn nếu như mạch nó bị khóa do tháo sai quy tắc thì anh em phải dùng tool nha. Anh em phải dùng tool để mở khóa lại mạch nha. Không có tool thì anh em không thể mở khóa lại mạch và không thể nào sử dụng được cái viên pin đó nữa ha anh em. Đó, vì vậy anh em cần phải có tool ha. Có thể là USB mở khóa hoặc là tool mở khóa bằng máy tính ha. Đó, thì sau khi mà tháo cell ra, thay cell mới vào, chúng ta sẽ cắm vào tool mở khóa và sử dụng tool để điều chỉnh lại cho nó báo đúng cái thời gian bay ha, báo đúng phần trăm, báo đúng dung lượng ha anh em. Đó, thì cái cách thức để thực hiện, để độ một cái viên pin cho Mavic Mini 2 là như vậy ha anh em. Áp dụng luôn cho tất cả các dòng Mavic như Mavic Air, Mavic 2 Pro và Mavic Air 2 vân vân và vân vân ha. Thì nó cũng chung một cái nguyên tắc là như vậy ha anh em. Đó, thì đây không phải là một cái clip, coi như là đây không phải là mình và cái người anh của mình không phải là cái người đầu tiên
sử dụng cái cell Mavic E2 để độ cho Mavic Mini 2 ha. Mà mình xin khẳng định với anh em một điều là người anh của mình và mình là người đầu tiên show ra, trình diễn ra, đưa ra hướng dẫn anh em cách để độ một viên pin cho Mavic Mini 2 cũng như các dòng Mavic khác nha anh em. Thì hầu như á, mình thấy ở Việt Nam mình rất là ít có những người coi như là chia sẻ cách thức để tạo ra được cái sản phẩm như vậy ha. Vì họ giấu hay là họ vì một cái lý do nào đó, vì chén cơm hay là vì công việc gì đó, cho nên họ rất là ít, rất là hạn chế show ra. Và mình là người đầu tiên show ra hướng dẫn anh em để thực hiện việc tự độ tự chế ha, với cái chi phí tiết kiệm nhất ha anh em. Đó, thì tại sao có một số anh em hỏi mình là sao mà anh không làm cho nó, hay là sao bạn không làm cho nó đẹp đẽ hơn, trông nó chuyên nghiệp hơn ha, trông nó thẩm mỹ hơn. Thì thật ra cái chuyện đó rất là dễ anh em, chuyện đó cực kỳ dễ luôn nha. Chuyện mình thẩm mỹ này nọ đó, nó làm đâu có khó đâu anh em. Nhưng mà nếu như mình mà làm cho nó thẩm mỹ, làm cho nó đẹp, thì mình sẽ đem nó ra thương mại. Và mình không dạy gì để chia sẻ cho anh em ha, không dạy gì show ra ha, mình để dành mình kiếm cơm ha anh em. Đó, để mình muốn nói cái vấn đề như vậy cho anh em hiểu ha. Thì đây là cái clip mà quay thực tế, quay thực tiễn nhất thời gian bay của một viên pin độ ha, ghi hình liên tục, quay phim màn hình liên tục để anh em xem ha. Đó, anh em có thể tua nhanh đến cuối clip để coi được cái thời gian bay nó là bao nhiêu ha. Thì trong clip này chỉ bay lòng vòng, thật ra chẳng biết bay cái gì cho nó hết cái cục pin này, nó lâu quá nè, nó bay quá trời lâu cho nên là chẳng biết quay gì, ghi hình gì ha. Thì cứ bay bừa, bay lung tung cho nó xả, cho nó hết pin hết nè. Mà nãy giờ thì cũng 5-6 phút, 6-7 phút rồi thì pin nó cũng còn quá trâu đi, thời gian bay nó lúc nào cũng trên 30 phút nha, chẳng biết bay gì nữa. Đó, thì anh em cứ tiếp tục theo dõi clip đi để biết được là cái viên pin độ này nó thực tế, thực tiễn sử dụng nó như thế nào ha, và nó giúp ích gì, nó mang lại lợi ích gì, hay là nó có thể làm được gì ha. Rồi ok anh em, nếu anh em nào cảm thấy mình không đủ tự tin, không thể thực hiện, không đủ khả năng thực hiện thì có thể mang ra quán ra thợ làm ha, hoặc thì có thể, hoặc là anh em muốn thì có thể gửi pin cho mình để mình làm giùm cho anh em ha. Rồi ok anh em, thì mình sẽ tua nhanh clip cho nó đỡ mất thời gian của anh em ha.